Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Chào mừng các bạn đã chờ lời dây déo của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là thật sự bất ngờ là những cái mẫu xe Sigut phiên bản 115 FI của năm 2024 được Yamaha Moto Việt Nam cho ra mắt các bạn nha. Một cái màu đỏ xám hoàn toàn mới của Yamaha. Thì với một cái màu sắc cực kỳ ấn tượng và đẹp và luôn đầy một cái điều là những phiên bản phanh đĩa mới nhất của năm 2024 trên cái mẫu xe các bạn. Một cái mẫu xe được thiết kế cái màu sơn mới nhất hiện nay. Thì những màu sắc đẹp cực kỳ đẹp các bạn ở phiên bản bánh căm thắng đĩa các bạn, còn gọi là dành nan hoa phanh đĩa, thì đều có những cái màu sắc mới của năm 2024 quá là ok nữa các bạn. Thì gần như là một mang đến một cái diện mạo cực kỳ thể thao và một cái phong cách hiện đại các bạn. Một số màu chưa có mặt tại đại lý, sắp tới mình sẽ lên liên tục phiên bản Sigut 115 FI của năm 2024 đầy ấn tượng giống phiên bản 2023 mà thôi, nhưng mà không có thay đổi nhiều trừ về cái màu sắc và tem xe nha các bạn. Một cái mẫu xe Sigut FI 2023 được thiết kế những cái màu sơn mới và còn tất cả các tính năng ở trên xe đều giống nhau hết, chỉ có thay đổi về màu sơn ở năm 2024 nhiều cái màu mới nhất cho các bạn sử dụng xe, và các bạn có thể chọn được một cái màu mà mình ưng ý nhất nha các bạn. Một cái mới của Yamaha đã được thay đổi màu sơn, nhiều cái màu mới nhất hiện nay mà tất cả các phiên bản trước hầu như là không có các bạn. Thì ở dòng Sigut FI thì tất cả các bạn đã biết rồi, sử dụng bóng đèn pha trước vẫn là bóng halogen đó nghe các bạn, và được tích hợp hai cái đèn định vị hai bên một cái mẫu pha đèn. Thì ở cái màu đỏ này thì cũng được phối giữa cái màu xám và màu đỏ để nó có một cái sự mới lạ của phiên bản màu ở năm 2024 các bạn. Thì khối lượng của xe vẫn là 98 kg khi các bạn đổ đầy bình xăng, đi cùng với một cái trang bị ba phiên bản phanh cơ dành năng hoa và phanh đĩa dành đúc các bạn. Thiết kế của xe vẫn tương tự các kích thước như ở cái phản sáng gầm của xe là 115 mm, độ cao yên của xe ở mức là 775 mm các bạn. Đi cùng với đó là một cái trang bị xe với khối động cơ là 4 thì 2 van SOHC làm mát bằng không khí các bạn, sản sinh ra công suất là 8.7 mã lực tại 7.000 vòng trên phút các bạn. Thì đi cùng với đó là một cái mô men xoắn cực đại lên đến 9.5 Newton tại 5.500 vòng trên phút. Dung tích xi lanh cụ thể của cái mẫu xe các bạn đang theo dõi là 113.7cc nha các bạn. Thì bố trí xi lanh đơn các bạn có thể theo dõi với một cái cục máy đã hoàn thiện rất cao từ nhà Yamaha Moto Việt Nam và được phối một cái màu sơn hoàn toàn mới của năm 2024. Tuy một cái mẫu màu đơn giản nhưng mà nó mang lại cái vẻ đẹp cũng như tất cả các màu sơn trước đó không có cái mẫu màu sơn các bạn, được phối di xen lẫn giữa màu xám và cái màu đỏ, nó hiện đại cũng như về cái tiện nghi cũng như cái sự tinh tế ở cái tông màu các bạn. Thì cùng với đó là cái dàn chân của dòng Sigut FI nó đã là màu xám các bạn, cho nên ở hai cái yếm trong của màu đỏ cũng được phối màu xám, nó liền lạc giữa phân khúc dàn chân luôn. Ở cái phần sau thì cũng được phối một cái cản màu xám cho nó tăng cái vẻ đẹp cũng như một cái điểm nhấn ở cái phân khúc màu các bạn. Mình quay xa từ phía sau tới thì các bạn thấy một cái mẫu xe được thiết kế cũng như được trang bị những cái tính năng cũng như cải tiến những về động cơ và những cái hiệu ứng đèn như ở đèn hậu sau, thì cũng được tích hợp nguyên cái khối đèn với một cái giác quan đa chiều các bạn. Khi mà các bạn phát tín hiệu xi nhan hoặc xì tốp các bạn thắng thì người ta sẽ dễ dàng nhận diện được xe mình nghe các bạn. Một mẫu xe được thiết kế và cải tiến hoàn toàn về ngoại hình cũng như những tính năng ở trên xe. Thì ở dòng Sigut FI vẫn sử dụng là đồng hồ analog hiển thị tất cả các thông tin nghe các bạn. Thì ở đây xe mới của mình thì dòng Sigut FI thì đã lược bỏ về cái nút công tắc đèn nha các bạn.
không có nút công tắc đèn các bạn. Khi mà các bạn muốn bật tắt đèn thì các bạn có thể chế cái phần công tắc của đời si đời trước qua các bạn. Đó, một mẫu xe được hoàn toàn cải tiến về tính năng cũng như cái ngoại hình mới hoàn toàn của năm 2024 các bạn. Thì không riêng về cái dòng xe này đâu các bạn, các dòng xe khác đều được hoàn chỉnh và hoàn thiện về cái khối động cơ, các chi tiết trên mặt đồng hồ xe vẫn tương tự phiên bản cũ nha. Đầy đủ thông tin các bạn có thể dễ dàng quan sát và lược bỏ một cái nút tắt đèn ở dòng CB á, thì các bạn đã biết rồi. Đó. Thì ở dòng CB là phun xăng điện tử các bạn, mẫu xe tiếp tục với cái mức là tiêu hao nhiên liệu là 1.65 trên 100 km các bạn. Đó. Các bạn có thể thấy đây là một cái bứt phá những cái mẫu xe và những cái màu sắc trẻ trung hơn, đẹp hơn những cái phiên bản năm 2024, chắc chắn sẽ đem đến một những cái sự lựa chọn mới mẻ cho khách hàng Việt Nam chúng ta trong năm 2024. Thì với một cái dòng xe Seawood FE phiên bản 115 ở đây, hiện tại cũng là dòng xe đầu tiên của Yamaha ra mắt trong 2024. Cụ thể vào cuối năm 2023 thì Seawood FE 2024 rất đẹp và một sự lựa chọn cho các bạn luôn. Thì riêng về một cái màu đỏ xám này được áp dụng trên rất nhiều cái mẫu xe riêng về dòng Seawood đâu các bạn, mà những cái mẫu xe được áp dụng cái màu sắc này luôn là một cái mẫu xe bán rất chạy nha các bạn, bởi cái màu sắc của nó trung tính, nam và nữ đều có thể đi được, và các màu sắc khác đến từ Yamaha Motor Việt Nam thì rất là thể thao và một cái phong cách rất đẹp, quá ấn tượng, đầy chắc chắn của một cái sự lựa chọn mới nữa với những bạn nào đang quan tâm tới cái dòng xe Seawood FE, một cái thay đổi về diện mạo cũng như cái thiết kế, cũng như chỉ thay đổi một chút về cái màu sắc mới và những cái tem được cải tiến mới các bạn. Thì một thiết kế trung tính phù hợp với nhiều lứa tuổi sử dụng hơn quá là ok, với một cái màu sắc đỏ xám cả đi với đó là một cái bộ tem được thiết kế mới và thu hút cho các bạn nhìn một cái mẫu xe cực kỳ là thể thao, cũng như một cái diện mạo hoàn toàn mới của Yamaha được áp dụng ở trên mẫu Seawood FE 2024. Thì ở mẫu xe này thì một cái màu sơn cũng như một cái đột phá mới của Yamaha gửi đến các bạn để các bạn có thể lựa chọn được những cái màu sơn mà mình ưng ý nhất, một cái mẫu xe mà tiện nghi nhất cho đến tay các bạn sử dụng một cách tốt nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu mà các bạn yêu quý ở cái mẫu xe này, nhớ cho mình xin một cái bình luận và một like để mình ra nhiều cái màu mới cho các bạn tham khảo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.